Trung Quốc sẽ đóng hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng bình thường ở thành phố Đại Liên và Thượng Hải trong khoảng năm 2014-2015, một nguồn tin từ Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc cho trang tin Douyin News biết. Theo dự án 048 của Ủy ban, thì Trung Quốc dự định lập 3 hạm đội tàu sân bay trước năm 2020, để cả 3 hạm đội chính của Hải quân Trung Quốc có thể thực hiện nhiệm vụ với sự hỗ trợ của một tàu sân bay. Hai tàu sân bay mới loại 001A đóng trong nước sẽ là phiên bản được cập nhật của tàu Liêu Ninh, là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được đóng từ thời Xô Viết và được mua lại từ Ukraine vào năm 1998. Nguồn tin này cho biết, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã ký hợp đồng với Tổng Công ty Công nghiệp Đóng Tàu ở Bắc Kinh để đóng hai tàu sân bay này. Chi phí tổng cộng ước tính là 9 tỷ đô la.